100%. Đội mình đoán xem đáp án là gì? 100%. Muôn vàn ý kiến biết chọn kiểu chi? 100%. Nhanh nhanh đoán đoán chốt ngay lúc này. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Mạc Văn Khoa, chào mừng khán giả đang đến với chương trình 100%. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Khoa ơi, em đây. Khoa à? Dạ. Chị nghe đâu ngày hôm nay khách mời của chúng ta là những người rất là xinh đẹp, đặc biệt là có những chiều cao rất là đáng ngưỡng mộ. Con trai thì đẹp trai, con gái thì đẹp gái. Xin mời ra sân khấu đội đầu tiên: Mỹm Trần, Lohan và Ryan. Trời ơi đẹp quá. Trời chẳng giấu gì em, đội bên chị cũng đẹp không kém, cao không kém. Ồ vậy hả? Xin được chào đón các thành viên của đội tiếp theo: Trần Quân, Trầm Quyết và Elvis. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã đến với chương trình 100%. Tới đây thì mình phải đặt tên đội. Thì sau đây thì đội nào sẽ là đặt tên trước đây? Cho chị hỏi đội mình tên gì? Dạ ngày hôm nay thì team của em ai cũng rụt rè và hơi ngại ngùng. Cho nên là em xin đặt cho đội của em là đội chiến thắng. Đội chiến thắng. Nghe tự tin hẳn chứ bộ. Không dạ có đúng gì rồi chị. Phải rụt rè. Còn đội em thì sẽ phụ thuộc vào đội bên đó. Nếu mà đội bên đó có tên là chiến thắng thì đội em sẽ là vô địch. Vô địch. Trời ơi, ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân. Chúng ta đã có hai đội, đội chiến thắng và đội vô địch. Bây giờ xin mời hai đội cùng khán giả đến với vòng 1 của chương trình 100%. Và đây là vòng 1 của chương trình 100%. Chương trình 100% sẽ có hai vòng thi. Mỗi vòng sẽ có các câu hỏi được khảo sát bởi 100 người ngẫu nhiên. Kết thúc hai vòng thi, đội nào có điểm số cao hơn sẽ bước vào vòng đặc biệt. Và vòng đầu tiên này chúng ta sẽ có duy nhất một câu hỏi thôi. Sau khi hai MC đọc xong câu hỏi, hô khẩu hiệu hết, hai đội bấm chuông giành quyền trả lời. Đội nào bấm chuông trước sẽ được trả lời trước. Và sau khi mà giành được quyền trả lời rồi, nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải liên tiếp trả lời ra các đáp án đúng. Nếu chúng ta trả lời đúng, chúng ta được trả lời tiếp. Nếu như chúng ta trả lời sai thì lượt trả lời thuộc về đội còn lại. Mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời cho tới khi hết lượt hoặc là hết đáp án. Cái phần trăm của câu trả lời đúng sẽ tương ứng với số điểm mà hai đội đạt được. Hai đội nắm luật chưa ạ? Dạ. Dạ rồi ạ. Ở vòng 1 này, câu hỏi khảo sát có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 cô gái, cách chia tay nào khiến họ khó chịu? Hết. Mời đội vô địch. Cho em đi, cái này chắc em rành nhất nè. Em trả lời trước nha. Em nghĩ là sự yên lặng nè. À, chính xác. Lúc yêu thì nói quá, nói nhắn quá nhắn. Chia tay chả nói câu nhắn nào. Đến sáng luôn mà lúc chia tay không nói câu gì. Vậy đội vô địch quyết định cho đáp án là Im lặng. Im lặng. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Wow. Đấy, thấy chưa? Cao nhất luôn. Kiểu bốc hơi luôn á. Dạ. Đúng rồi. Nào, lý do thứ hai. Trả lại quà. À đúng rồi, bởi vì là lúc mà yêu nhau ấy thì có thể tặng nhau những món quà kỷ niệm. Nhưng mà sau khi chia tay thì trả lại hết. Vâng, chẳng trả quà đó. Vậy đội vô địch cho đáp án là Trả lại quà. Trả lại quà. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Đấy. Wow, toàn bộ quà, có 5 người thôi. Nhưng mà mình trả lời đúng rồi, mình lại trả lời tiếp. Tác động vật lý. Hả? Trường hợp này nó như thế nào nhỉ? Để mình phân tích kỹ coi sao. Thì giống như kiểu là cãi nhau xong rồi đặt đến cái mức mà kiểu ức chế quá, thế là đấm nhau đánh nhau, thế là xong rồi chia tay. Chia tay đi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Không, bởi vì đây là cách chia tay khó chịu nhất mà, thì đó là chắc là một trong những cách đúng mà rồi. Khó chịu và chịu mình nhất. Tổn thương đau thương nhất luôn á. Dạ. Vậy đội vô địch cho đáp án là tác động vật lý. Xin mời đáp án khảo sát ạ. Uy hiếp đe dọa, mình lại trả lời đúng rồi. Vâng. Mình lại được trả lời tiếp ạ. Đóng vai là người tốt. Đóng vai nạn nhân à? Đóng vai nạn nhân. Là đổ lỗi. Tức là giống như kiểu là đổ tại cho cái người kia là vì em không tốt nên anh chia tay. À. Vậy đội vô địch chốt đáp án là đóng vai nạn nhân. Đúng là lúc yêu đương thì nghĩ đủ cách để mà chinh phục được. Sau đó chia tay thì cũng nghĩ đủ mọi cách, thậm chí là đóng vai là nạn nhân luôn. Không biết rằng 100 người khảo sát đây có ai đóng vai là nạn nhân hay không? Xin mời. Không có. Cơ hội đến với đội mình rồi. Em nghĩ là một cái lời chia tay mà khó chịu nhất là không có gặp mặt nhau mà nhắn tin trao đổi ở trên điện thoại á. Không gặp trực tiếp mà nói lời chia tay. Vâng. Elvis, em nghĩ cách chia tay nào mà các cô gái cảm thấy khó chịu nhất? Chia tay qua một người bạn. Nhờ một người bạn nói giùm. Nhờ. Trời ơi, cái này cũng bực ha. Rồi, chúng ta có hai cách ha. Một cái là gọi điện thoại, một cái là nhờ người khác nói giùm lời chia tay. Đáp án là nhờ người khác nói giùm. Chia tay mà nhờ người ta nói giùm là khó chịu rồi. Có không ạ? Trời ơi. 16% nghĩa là có nhiều quá nha. Rồi tiếp tục. Thế là mình chốt luôn cái gọi điện không ta? Nhắn tin thôi. Nhắn tin gọi điện. Cái đó cũng là một phương án đó. Nhiều khi em cũng là người từng trải nhắn tin gọi điện qua mình chia tay nha. Thì em cũng bực đó chị ạ. À. Đáp án sẽ là Chia tay qua điện thoại. Chia tay qua điện thoại. Không gặp trực tiếp cũng bực chứ. Chia tay cũng phải rõ ràng đàng hoàng chứ. Chia tay qua điện thoại. Khó không ạ? Trời ơi, 17%. Chưa, người từng trải mà. Còn 3 đáp án nữa, tiếp tục. Chắc là đăng lên mạng xã hội quá, em nghĩ là vậy. Cách chia tay mà đăng lên mạng xã hội. Đăng lên mạng xã hội. Đúng như tôi và người đó không còn liên quan gì tới nhau nữa. Không có thể là đăng người mới luôn. Ở trên mạng xã hội. Chốt không? Chốt. Đáp án sẽ là Chia tay qua mạng xã hội. Chốt. Trời ơi. Chia tay trên mạng xã hội. Hay quá ta, 3 cái liên tiếp luôn á. 12%. Còn 2 đáp án nữa. Hay là chia tay chỗ đông người. Chia tay chỗ đông người làm mình giống như làm cô gái đó cảm thấy bị mất mặt. Đúng rồi, dạ. Đúng. Chia tay đi, đang ở chỗ đông người cái hét lên chia tay đi. Chốt đi, chia tay chỗ đông người. Chốt không? Dạ, làm cho cô gái mất mặt các kiểu. Là cái này là do tụi em quyết định nha. Chị góp ý thôi. Dạ, dạ. Rồi có gì là tụi em chịu ha. Dạ, không sao chị ơi. Rồi đáp án mình sẽ là Chia tay chỗ đông người. Dạ. Chia tay nơi đông người. Trời ơi. 6%. Rồi còn một đáp án cuối cùng nữa. Là gì? Suy nghĩ coi nè. Dọn chỗ ở. Dọn đi nơi khác. Đúng rồi, giống như hai người yêu đang yêu với nhau, đang ở chung với nhau nhưng mà tự nhiên anh dọn bỏ đi là đó là cái lý do rất là khó chịu luôn. Giống như là đi gót vậy chị. Chốt đáp án không ạ? 1, 2, 3. Dọn đi chỗ khác. Dọn đi chỗ khác có hay không? Không có. Cơ hội tới với đội vô địch. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn đúng một ý là thay đổi tính tình ấy. Tự nhiên hey, em thấy thay đổi tính tình thì là lạnh lùng thờ ơ ấy. Thay đổi tính tình. Chốt đi ạ. Vậy đội vô địch chốt đáp án là Thay đổi thái độ. Không biết rằng thay đổi thái độ có phải là nằm ở vị trí số 5 kia hay không? Xin mời đáp án khảo sát ạ. Cơ hội lại về với mình rồi. Em đã từng gặp những cái trường hợp giống như là không còn yêu nhau nữa, thì bằng cách là quen người khác để cắt đứt cái mối quan hệ này. Chớ không? Dạ rồi. Đáp án của đội mình sẽ là Quen người khác. Mời. Trời ơi. Quá tuyệt vời, hay vậy ta. Vậy là đội chiến thắng đã mở được đáp án cuối cùng. Đó là công khai khoe người yêu mới với 12%. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Vô địch là 37 điểm. Và đội chiến thắng đang tạm thời dẫn trước là 63 điểm. Chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội ghi điểm ở vòng 2. Và trước khi đến với vòng 2 là vài phút dành cho giải lao. Jump.
100% và khán giả đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình 100%. Ở vòng 2 này, chúng ta sẽ có 3 câu hỏi khảo sát. Sau khi hai MC đọc xong mỗi câu hỏi hô khẩu hiệu hết, chúng ta bấm chuông giành quyền trả lời. Nhưng sau khi bấm được chuông rồi, chúng ta phải tìm ra đáp án có phần trăm cao nhất. Có phần trăm cao nhất. Nếu như chúng ta không tìm được ra đáp án có phần trăm cao nhất hoặc là đáp án sai thì lượt trả lời thuộc về đội còn lại. Mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời. Và cái đáp án có phần trăm cao nhất sẽ tương ứng với số điểm mà chúng ta đạt được. Điều đặc biệt ở vòng 2 này là cả hai đội sẽ được quyền đặt cược một lần duy nhất trong số 3 câu hỏi. Đội nào quyết định đặt cược là phải đặt cược hết số điểm mình đang có. Và nhiệm vụ của các bạn khi đặt cược đó chính là mình phải tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất. Như vậy thì số điểm của mình mới được nhân đôi cộng với số phần trăm tương ứng với số điểm. Rủi như mình đặt cược mà mình lại không tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất sau 3 lượt thì điểm số của mình sẽ bị chia đôi vào đội còn lại. Nếu như mà các bạn tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất thì số điểm đó sẽ thuộc về các bạn. Hai đội đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Trước khi tới với câu đầu tiên thì không biết là có đội nào muốn đặt cược không? Chưa. Chiến Thắng có muốn đặt cược luôn không? Dạ tụi em từ từ đi hả? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Ở câu 1 thì không đội nào đặt cược cả. Câu số 1 có 7 đáp án. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, họ ngại điều gì khi nuôi thú cưng? Hết. Mời đội Chiến Thắng. Cái lúc mình nuôi mình ngại nhất vấn đề gì? Em ngại đó là đi ỉ ạ. Đi vệ sinh. Đi vệ sinh của thú cưng. Dơ ạ, hôi ạ. Dọn dẹp. Dọn dẹp cực. Rất cực. Nhà chị thì cũng nuôi ít khoảng 7 con. Thì đó cũng là một vấn đề rất e ngại nha. Dạ. Phải dọn vệ sinh mỗi ngày. Đáp án sẽ là Dọn vệ sinh. Dạ. Họ ngại về vấn đề phải dọn vệ sinh khi nuôi thú cưng. Có phải là đáp án có số phần trăm cao nhất hay không? Xin mời. Đi vệ sinh lung tung chỉ có 9% thôi. Cơ hội tới với đội của mình. Thế thì nhá, là một là tài chính. Là tài chính Quân là nói, hai là mùi hôi. Không, anh nghĩ tài chính hoặc là thời gian ấy. Rồi ok, thời gian. Vậy đáp án cuối cùng của đội vô địch là không. Thời gian. Thời gian có phải là đáp án khảo sát cao nhất hay không? Xin mời. Nếu như mình có thời gian ấy thì mùi hôi mình có thể chăm sóc kỹ. Còn khi không có thời gian thì những cái yếu tố khác nó sẽ nảy sinh. Yeah, hay quá. Vậy là đáp án có số phần trăm cao nhất đã được đội vô địch mở ra. Đó là không có thời gian chăm sóc với 30%, tương đương với 30 điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái đáp án còn lại. Số 2, Người thân không thích. Số 3, thú cưng hay mắc bệnh. Số 4, dị ứng lông. Thích thú cưng mà bị dị ứng lông. Số 6, hay phá đồ đạc. Trời ơi, cắn phá đồ đạc, mấy đồ giày mình thích á mà quên không kịp cất lên nó về tan nát hết. Đáp án cuối cùng, Mùi hôi. Mày đấy, mình thấy mà chọn mùi hôi là dưới đáy luôn á. Kết thúc câu hỏi số 1 thì điểm số của đội vô địch đã có sự khác biệt. Các bạn đã mang về cho mình 67 điểm, xin chúc mừng. Người ta hơn mình 4 điểm người kia. Tới câu số 2 có đặt cược không? Không ạ. À. Không luôn. Đợi gom nhiều phải không? Còn đội vô địch có muốn đặt cược không? Không luôn. Câu số 2 cả hai đội vẫn không đặt cược. Câu số 2 có 7 đáp án. Theo 100 bạn trẻ Gen Z, lý do nào làm họ thích chạy theo trào lưu trên mạng xã hội? Hết. Mời đội vô địch. Một là kiếm tiền, hai nổi tiếng. Nhưng mà cái lý do để mà mọi người trào lưu là nổi tiếng. Nổi tiếng nhiều nhất. Nổi tiếng nhiều nhất. Nổi tiếng. Gen Z thì những bạn đó còn nhỏ thì người ta sẽ thích là được chú ý nhiều hơn. Muốn được chú ý nhiều hơn thì nghĩ là nổi tiếng. Bên đó mình có Gen Z không? Dạ không. Dạ dữ. Chốt chưa? 1, 2, 3. Muốn nổi tiếng. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Một phát ăn ngay. Và đáp án tăng tương tác nổi tiếng đến 29% là đáp án cao nhất. Đội mình không cần phải chơi ở câu số 2 này nữa. Nhưng chị cũng muốn nghe ý kiến của các bạn. Trầm Quyết, em nghĩ sao về câu này? Kiểu như là không thua kém những người xung quanh. Bởi vì mọi người xung quanh ở đại đó đều như vậy hết rồi. Đua đòi đúng không? Đua đòi ạ. Rồi còn em nghĩ là đua idol. Đua idol? Vâng. À idol mình tạo trend là mình đua theo idol mình.
Avis. Kiểu giống như là để thể hiện bản thân mình. Thể hiện dạ. bản thân mình, dạ. hợp lý ha. Rồi, chúng ta sẽ mở các đáp án còn lại. Số 2. Thêm nội dung đăng tải. Số 3. Kiếm tiền. Cũng hợp lý luôn, tạo trend kiếm tiền. Số 4. Giải trí. Số 5. Bạn bè rủ rê. Ở không? Đúng rồi, bạn rủ. Đôi khi bạn rủ nhảy cái này. Đúng rồi, chị Khoa là lùi lắm, khi nào bạn bè rủ mới làm. Số 6. Cạnh tranh. So kè. Số 7. Làm mới bản thân. Sau câu hỏi số 2 thì số điểm của Chiến Thắng vẫn giữ nguyên và vô địch lại vượt lên xíu nữa với điểm số là 96. Rồi, tới câu với... số 3 rồi, có đặt cược không? Dạ, team em quyết định cược. Chắc chắn phải đặt rồi, bởi vì cái số phần trăm cao kia thì khả năng là không thể bằng 96 điểm được. Đúng ạ. Chiến Thắng quyết định đặt cược. Không cược ạ. Không cược ạ. Dạ. Mời hai đội đến với câu số 3. Câu số 3 có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, đàn ông làm gì sẽ khiến vợ trở thành thám tử? Hết. Mời vô địch ạ. Em nghĩ là không cho động đến điện thoại á. Em nghĩ vậy. Kiểu người ta nhạy cảm khi mà mình lại gần, mình đụng tới điện thoại của người ta là đúng rồi, mình thấy có cái vấn đề liền. Đúng rồi, cái đấy tự nhiên là máu thám tử nổi lên. Ok. Vậy đội vô địch cho đáp án là không cho đụng vào điện thoại. Xin mời đáp án khảo sát ạ. Không cho đụng vô điện thoại là có tật rụng rịch đó. Không có. Cơ hội đến với đội mình rồi. Em nghĩ là không dành thời gian nhiều ở nhà. Còn em thì em nghĩ đó là đàn ông có một khoảng thời gian rất dài không làm chuyện ấy với vợ mình. Trời ơi. Không thân mật với vợ mình. Không thân mật, không gần gũi với vợ mình. Đáp án sẽ là Không thân mật với vợ. Xin mời. Thay đổi thói quen yêu chỉ có 2% thôi. Có quỹ đen. Nhưng nó sẽ có ở trong 8 đáp án chứ nó chưa chắc là số 1. Hay mất tích rồi, kiểu không liên lạc được ấy. Giờ gọi không bắt máy rồi đúng không? Đúng rồi, nhắn tin không trả lời. Hay có việc bận. Đi sớm về muộn rồi đó. Hay đi họp chẳng hạn đó. Đi nhậu rồi đó. Em nghĩ cái lý do nhất vẫn là thay đổi ngoại hình. Bởi vì cái việc đi sớm về khuya ấy, thì nó vẫn là cái nhiều lý do công việc của anh. Hay là anh gặp bạn lâu ngày hay này kia. Thì nó vẫn sẽ có những cái lý do để mà bao biện cho cái việc là chưa phải điều tra đúng liền rồi. Mà cái việc thay đổi ngoại hình tự nhiên hôm nay thấy chồng cứ tóc tai vuốt chẳng hạn. Ok, chốt cái đấy đi. Thay đổi ngoại hình nhá. Vậy đáp án cuối cùng chốt của đội vô địch là chăm chốt bản thân. Xin mời đáp án khảo sát của chương trình ạ. Mười bốn phần trăm vẫn không phải là đáp án có số phần trăm cao nhất. Sau khi mà đọc và nghe rõ câu hỏi thì em nghĩ là quỹ đen cũng có thể là có một cái tài chính riêng. Vâng, tài chính riêng không có nghĩa là phải có người thứ ba ở ngoài sau thì mới được làm thám tử. Cả ba bạn đều chốt đáp án là quỷ đen. Anh nghe thấy đằng sau nói là khả năng thua rồi, chắc là em phải chia tay anh chị sớm rồi. Tạm biệt. Tại sao em nghĩ là đáp án đấy là sẽ số 1 ạ? Thấy chưa? Chưa, đây tôi bảo quỹ đen mà, em bảo luôn là quỹ đen đó. Em không bảo thế đâu. Có. Chúc mừng đội Chiến Thắng đã mở được đáp án có số phần trăm cao nhất, che giấu chi tiêu 25%. Nó quan trọng tiền bạc thế nhỉ? Lâu lâu người chồng cũng phải có một chút xíu để mà chi tiêu những cái này không cái phải. Kia. Tại vì khi mà che giấu nghĩa là ắt sẽ có cái gì mờ ám. Chúng ta sẽ mở các đáp án còn lại. Số 2. Cười lủng lỉnh một mình. Số 3. Có mùi hương lạ. Số 5. Thường xuyên về trễ. Số 6. Lén nghe điện thoại. Đang ngồi với vợ reng một chuông một cái đi chỗ khác nói chuyện. Số 7. Tính khí thay đổi. Hợp lý hết ha. Để tôi để ý mấy cái này mới được. Vâng ạ, kết thúc vòng 2 thì điểm số của hai đội như sau. Vô địch là 96 điểm. Và đội Chiến Thắng đặt cược đúng lúc đúng chỗ, nâng tổng số điểm của mình lên là 151 điểm. Và đội bước vào vòng đặc biệt đó chính là đội Chiến Thắng. Yeah. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%.
Chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với vòng đặc biệt của chương trình 100%. Vòng đặc biệt này chúng tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất được khảo sát bởi 100 người ngẫu nhiên. Và nhiệm vụ của các bạn đó chính là trong vòng 100 giây phải liệt kê ra được hết tất cả các đáp án chính xác của câu hỏi. Câu hỏi trong vòng đặc biệt này sẽ có 8 đáp án. Nếu như trong vòng 20 giây đầu mà đội của chúng ta liệt kê đúng và đủ 8 đáp án thì chúng ta sẽ giành được 10 triệu. Qua 20 giây thì số tiền sẽ giảm dần theo thời gian. Dạ. Yeah. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Tới luôn với vòng đặc biệt nhá. Dạ. Yeah. Câu hỏi vòng đặc biệt như sau. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, ngoài vệ sinh cá nhân, họ sẽ khó ngủ nếu không làm gì hoặc không có gì. 100 giây bắt đầu. Không có đồ ngủ ạ. Em ấy là không có đèn. Nhanh lên, nhanh lên. Không có gối ôm ạ. Không có mền ạ. Rồi. Không có điện thoại. Không có tiếng. Không có nhạc. Không có nhạc, không có tiếng. Còn 6 triệu. Ờ, không ạ. Không có người bên cạnh. Không có người bên cạnh. À, máy lạnh. Vâng. Không có 4 triệu. Vệ sinh cá nhân à. Không có gì thì không ngủ được, khó ngủ. Tiếng ồn. Hoặc không làm không, gì, không làm gì thì không ngủ được. Không nhắm mắt. Còn 2 triệu. À, giường đẹp. Đẹp. Còn 2 đáp án. Nhanh lên. Không có. 3, 2, 1, hết giờ. Rất là tiếc, hết 100 giây mà các bạn không liệt kê được hết các đáp án của câu hỏi. Cho nên là mình sẽ không có tiền thưởng ở vòng đặc biệt này. Ta sẽ mở đáp án số 5. Hoa dầu. Đáp án cuối cùng ạ. Mang tất. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại đội vô địch. Tôi xin được công bố số tiền thưởng mà hai đội ngày hôm nay nhận được. Đội vô địch các bạn sẽ mang về số tiền thưởng là 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Và đội chiến thắng tuy không chiến thắng ở vòng đặc biệt nhưng các bạn vẫn ra về với giá trị tiền thưởng là 7 triệu đồng. Xin được cảm ơn hai đội chơi ngày hôm nay đã đến với chương trình 100%. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 19 giờ thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đồng Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Đó là vô tri, tại vì tại vì cái tên này á nó kết hợp giữa vô tư, vô lo, vô nghĩ. Ê chưa, hay quá, đúng hay quá. Dạ đội mình có gì đặt anh thanh niên ơi, theo đội bên kia thì mình đặt luôn một cái tên đó là vô tư. Oh, yeah.